Hôm nay lớp chúng ta đánh dấu một giai đoạn mới, bởi vì mình đã chấm dứt phần cựu ước và bắt đầu chính thức bước sang phần tân ước mà Chúa cho vẫn còn bền đỗ như thế này, thì phải tự vỗ tay mà khen mình. Nếu so sánh giữa hai phần cựu ước và tân ước thì theo các anh chị người Công giáo quen phần nào hơn? Chắc chắn rồi. Và trong phần tân ước thì chúng ta sẽ quen với phần nào hơn? Vâng, sách Tin Mừng hay là sách Phúc Âm? Chắc chắn là mình quen hơn là các văn bản khác của tân ước. Thế thì đối với bốn sách Tin Mừng là các anh chị nghe thường xuyên. Đi lễ Chủ Nhật đó, bao giờ cũng có bài Phúc Âm hết. Và các linh mục giảng là chủ yếu dựa vào bài Phúc Âm. Ngay cả cấu trúc của các bài đọc cho mỗi một thánh lễ giáo hội chọn thì cũng lấy chuẩn là bài Phúc Âm. Sau đó mới chọn bài đọc thứ nhất ở trong Cựu Ước và bài đọc thứ hai từ một văn bản khác của Tân Ước, nhưng mà chuẩn vẫn là bài Phúc Âm. Cho nên đương nhiên chúng ta quen lắm. Rồi các anh chị nào mà đi lễ hàng ngày nữa thì cũng lại nghe Phúc Âm nữa, lại quen nữa. Và các anh chị nào mà tham gia những nhóm chia sẻ lời Chúa thì tôi dám chắc rằng hầu hết các nhóm chia sẻ cũng dựa vào các bài Phúc Âm, đúng không? Cho nên nói chung đó là các anh chị và các bạn rất quen với các sách Phúc Âm. Thế thì trong phương pháp Thánh Kinh một trong tuần, chúng ta được tiếp cận với từng cuốn sách trong toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước trong vòng 100 tuần, mà đúng hơn thì phải 3 năm mới hết. Và khi mình tiếp cận với tất cả trọn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước như vậy thì mình không thể nào dành quá nhiều thời giờ cho một cuốn sách, dù đó là sách Phúc Âm. Thành thử ra đó, mình nghe và mình đọc Phúc Âm hàng ngày hoặc là mỗi Chủ Nhật, nhưng mà trong lớp chúng ta đây nè thì mỗi sách Phúc Âm mình chỉ có thể dừng lại trong vòng 2 tuần, 3 tuần hay 4 tuần là tối đa cho mỗi sách Phúc Âm. Tôi nói trước như vậy. Chính vì thế, bao giờ bước vào một sách Tin Mừng, một sách Phúc Âm, tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị một cái nhìn tổng quát về cuốn sách đó. Sau đó tôi sẽ lấy ra một số đoạn, không dám nói là tiêu biểu, nhưng cũng có một ý hướng rõ ràng để mời các anh chị đọc mà nắm được nội dung chính trong sách Phúc Âm đó. Và dĩ nhiên ở đây nó không phải là đi lễ mà nghe giảng. Thế cho nên chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến bản văn về mặt chú giải. Dĩ nhiên không có sâu như là những chuyên viên, nhưng mà mình quan tâm nhiều hơn. Hơn là mình nghe giảng thì các linh mục chỉ gợi ý sơ sơ về bài đọc đó, sau đó là có những suy tư về đạo đức, về cuộc sống. Ngay từ đầu tôi muốn xác định hướng như vậy. Thế thì hôm nay chúng ta bước vào sách Tin Mừng đầu tiên. Đó là Tin Mừng gì? Nhưng mà các anh chị có lẽ lạ không? Thông thường khi nói bốn sách Phúc Âm thì chúng ta sẽ kể theo thứ tự là Matthew, Marco, Luca và Gioan. Đúng như thế. Thế nhưng nếu tính theo thời gian thì Marco chính là tác phẩm có trước. Ta để ý điều này, có bốn sách Phúc Âm, như vậy có bốn thánh sử. Ta viết là Marco nè, Matthew nè, Luca và
Gioan. Tại sao mà tôi viết riêng Thánh Gioan ra? Đấy, có người đã học rồi. Ba phúc âm này được gọi là phúc âm nhất lãm. Nhất lãm là gì? Nhất là hai hay là ba? À, một à? Lãm là cái gì? Thưởng lãm là cái gì? Đấy, chung một cái nhìn. Chúng ta dịch từ cái từ tiếng nước ngoài synoptic. Xuyên ở đây có nghĩa là cùng. Optic là về cái mắt này này. Nhất lãm. Ba phúc âm Marco, Matthew và Luca được gọi là nhất lãm bởi vì chung một cái nhìn. Cho nên có một số sách phúc âm nhất lãm người ta sẽ trình bày bằng ba cột. Cột đầu là ông Thánh Marco, cột hai ông Thánh Matthew, cột thứ ba ông Thánh Luca. Và chúng ta đối chiếu so sánh sẽ thấy tuần tự giống nhau. Thế còn Thánh Gioan đó thì ngài có vẻ độc lập riêng ra. Cũng vì thế cái điểm đầu tiên tôi muốn nói với các anh chị trong phần một cái nhìn tổng quát về tin mừng Marco, đó là một trong bốn chân dung của Chúa Giêsu. Có mấy Chúa Giêsu vậy? Chỉ có một Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà có tới bốn chân dung. Cũng giống như mỗi một người chúng ta chỉ là một thôi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi xem các anh chị có bao nhiêu hình thì các anh chị sẽ khoe là cả trăm tấm. Nhiều kiểu lắm, nhất là các chị. Kiểu thì chụp thẳng, kiểu thì chụp nghiêng, kiểu thì đeo kiếng, kiểu thì không đeo. Kiểu thì bộ này, kiểu thì bộ nọ. Nhiều bức chân dung lắm. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn một ngôi nhà thờ, ví dụ nhà nguyện của Đại Chủng Viện đây, ta cũng có thể nhìn từ nhiều góc độ. Ta đứng ở nhà truyền thống, ta nhìn trực diện. Ta đứng ở đây, ta nhìn phía bên hông. Ta lên trên lầu 4, ta nhìn từ mái xuống. Như vậy đó, chỉ có một Chúa Giêsu, nhưng mỗi một sách phúc âm cung cấp một bức chân dung về Chúa Giêsu. Và như thế thì tạo ra được sự phong phú cho chúng ta khi tiếp cận với các sách phúc âm. Lý do tại làm sao mà lại có tới bốn bức chân dung về Chúa Giêsu? Thường ta dễ quan niệm là mình đọc phúc âm giống như là mình đọc một câu chuyện lịch sử vậy. Điều này hoàn toàn chính xác, không có sai. Hoàn toàn chính xác. Phúc âm kể cho ta nghe về cuộc đời, về con người, về những công trình Chúa Giêsu thực hiện, và đặc biệt là về cái chết, về sự phục sinh lên trời của người. Đúng như thế. Nhưng mà không phải chỉ có những sự kiện lịch sử đó mà thôi, mà mỗi một thánh sử còn nhằm đáp ứng những nhu cầu thiêng liêng khác nhau. Ở trong cộng đoàn Kitô hữu, cộng đoàn của các môn đệ Chúa Giêsu đông lắm, và người ta có những nhu cầu thiêng liêng khác nhau. Ông Thánh Matthew chẳng hạn á, ông ấy viết sách phúc âm là viết cho những Kitô hữu gốc Do Thái. Những người đó rất quen với Thánh Kinh Cựu Ước. Cho nên Thánh Matthew thường xuyên vận dụng Cựu Ước để nói là đại khái cái sự việc đó xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã nói xưa rằng. Thấy không? Viết cho Kitô hữu một gốc Do Thái mà.
Ông Thánh Luca chẳng hạn, ông ấy viết sách Phúc Âm nhắm đến người ngoại giáo nhiều hơn. Cho nên có những cái từ ngữ ở trong tiếng Do Thái đó, ông ấy biết là người ta không hiểu, ông ấy phiên dịch sang tiếng Hy Lạp cho người ta hiểu. Mỗi một thánh sử viết sách Phúc Âm không chỉ là kể lại về cuộc đời Chúa Giêsu mà còn là đáp ứng nhu cầu thiêng liêng khác nhau của cộng đoàn. Và từ đây chúng ta cũng có thể nói đến một ý hướng thần học khác nhau của mỗi một thánh sử. Thấy không? Để ý cái điểm đó. Đó cũng là một trong lý do mà sao trước khi bước vào một số bảng văn của Marco, tôi muốn các anh chị có cái nhìn tổng quát. Ngày hôm nay cũng vậy, ngay cả lớp chúng ta đây này, hơn 200 người ngồi đây này, hỏi rằng những nhu cầu thiêng liêng có giống nhau không? Dạ thưa không. Có những anh chị, có các bạn mà cái tâm tính tự nhiên á là hướng nội, không có thích nói nhiều, không thích hoạt động nhiều, thích ngồi suy tư vậy, thích cầu nguyện trầm lắng vậy. Những anh chị và các bạn đó có thể rất thích Tin Mừng theo Thánh Gioan. Tin Mừng theo Thánh Gioan trở thành của ăn thiêng liêng cho họ. Nhưng mà có những anh chị thì khuynh hướng tự nhiên là thích hoạt động. Cho nên là mình thích đọc ông Thánh Marco bởi vì ông kể hết chuyện này, sự kiện nọ đến sự kiện khác. Ngay trong chúng ta có những nhu cầu thiêng liêng khác nhau, chứ không phải chỉ là ngày xưa. Cho nên cả bốn sách Phúc Âm đều giúp cho mình đáp trả nhu cầu của mình cũng như là của anh chị em mình. Thế nếu mà so sánh với các sách Phúc Âm khác á, thì người ta nói rằng Phúc Âm theo Thánh Marco là đơn giản nhất. Đơn giản nhất. Bây giờ nói về chiều dài thôi đó, thì là ngắn nhất rồi. Có bao nhiêu chương? 16. Có 16 chương. Thánh Matthew bao nhiêu chương? 28. Đơn sơ nhất, đơn giản nhất, nhưng mà cũng đòi hỏi nhiều nhất. Nói ngắn thôi nhưng mà nó là đâu ra đấy, đòi hỏi quyết liệt. Rồi chúng ta phân tích thì mình sẽ thấy. Thế sau khi đã nói Tin Mừng Marco chỉ là một cái nhìn trong bốn cái nhìn về Chúa Giêsu, cung cấp một trong bốn bức chân dung về Chúa Giêsu, thì chúng ta nói đến điểm thứ hai. Cái điểm thứ hai đó là mình nhìn tổng quát vào sách Tin Mừng theo Thánh Marco, mình sẽ thấy có ba giai đoạn chính yếu. Giai đoạn thứ nhất đó là từ chương 1 cho đến chương 8. Giai đoạn thứ hai từ chương 9 đến chương 16. Và giai đoạn thứ ba, chương 16 là kết thúc rồi, nhưng tôi sẽ viết vào đây, đó là giai đoạn của giáo hội. Trong giai đoạn thứ nhất từ chương 1 đến chương 8 đó, Chúa Giêsu được giới thiệu như là một nhà rao giảng vĩ đại và là một đấng chữa lành các bệnh tật cho con người. Còn điều lát nữa chúng ta phân tích thì sẽ thấy là Thánh Marco xem ra lại không nhấn mạnh đến cái chuyện là Chúa Giêsu giảng thì giảng cái gì, mà Ngài lại nhấn mạnh đến cái chỗ là Chúa Giêsu giảng như đấng có thẩm quyền. Rồi Ngài kể lại những phép lạ chữa lành mà Chúa Giêsu thực hiện cho người ta. Nhưng mà vấn đề nó khó là chỗ này này. Khi Chúa Giêsu rao giảng và chữa lành cho người ta như vậy đó, thì mục đích là để người ta từ từ khám phá ra được căn tính đích thực của Chúa là ai. Ở trong bản văn tôi dùng cái từ căn tính, không biết các anh chị có quen lắm không?
Quen phải không? Mỗi người chúng ta đều có cái thẻ chứng minh nhân dân. Trước năm 1975 người ta gọi là cái gì? Thẻ căn cước. Đấy, căn tính đấy. Tôi nhìn vào cái thẻ căn cước đó là tôi biết con người này, tên này, ngày sinh tháng đẻ này, con ông nào, con bà nào này, sinh ở đâu này, rồi thì người có cái đặc điểm gì này, trên khuôn mặt này. Căn cước. Người đó không lộn với người nào khác. Thế thì qua những hành động chữa lành cũng như lời rao giảng của Chúa Giêsu, Ngài mong muốn là người ta dần dần người ta khám phá ra, người ta nhận biết Ngài là ai. Nhưng trong thực tế thì xem ra con người ta tăm tối lắm. Kể cả các môn đệ của Chúa cũng tăm tối lắm. Người ta chỉ nhìn thấy Chúa là một vị cứu thế, đem bánh ăn, đem sức khỏe, thế thôi. Chứ người ta không thể nào khám phá ra được Ngài là đấng Kitô, đấng Mêsia, mà là đấng Mêsia phải chịu đau khổ và chịu chết. Đấy, đó là giai đoạn đầu tiên từ chương 1 đến chương 8. Đến giai đoạn thứ hai đó, mà bắt đầu từ cuối chương 8 trở đi, nhưng mà chúng ta tính cho gọn đó thì mình gọi là chương 9 cho đến chương 15. Thì lúc bấy giờ chính Chúa Giêsu công khai cho người ta biết cái căn tính đích thực của người là ai. Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, bị người ta đánh đập rồi giết chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Đấy mới là căn tính đích thực của Chúa. Và những ai tin vào đấng Mêsia phải xuyên qua đau khổ và cái chết như thế, thì những người đó được mời gọi là hãy bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Và đỉnh cao của những điều chúng ta vừa mới nói chính là cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Giai đoạn thứ hai đạt đến đỉnh cao là trong cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Rồi đến giai đoạn thứ ba đó là chương 16, nhưng mà đúng là chương 16 mở ra cho cả lịch sử của giáo hội. Cái chết không chấm dứt cuộc sống của Chúa Giêsu, bởi vì người sống lại. Và sau đó là mệnh lệnh hãy đi loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Cho mọi loài thụ tạo. Thành thử ra đó là giai đoạn của giáo hội để thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Cái sách tin mừng Marco 16 chương, mỗi một tuần chúng ta đọc tới 8 chương, 9 chương. Thành thử ra cần thấy được một số chủ đề lớn trong tin mừng của Marco. Bây giờ các anh chị lấy Thánh Kinh ra đi, lấy Marco ra. Ở đây chúng ta quan tâm đến 3 chủ đề lớn trong tin mừng theo Thánh Marco. Thứ nhất là nhân tính của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên hỏi bất cứ ai trong lớp này Chúa Giêsu có mấy bản tính thì đều trả lời là Chúa Giêsu có 2 bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Ai cũng trả lời vậy rồi. Nhưng mà trong 4 sách tin mừng đó thì Thánh Marco là người nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh nhân tính, khía cạnh con người nơi Chúa Giêsu. Chẳng hạn ngay ở chương 1 nhé, Thánh Marco từ câu 21 trở đi đó, kể chuyện Chúa Giêsu giảng dạy ở Capernaum và chữa lành một người bị quỷ ám. Thế thì nếu mà chúng ta
đọc cái câu 25 á, câu 24 đó, thì quỷ ám nó kêu lên thế này nè: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thế thì Thánh Ma-cô ghi nhận làm sao? Chúa Giê-xu quát mắng, quát nhá. Tôi ghi ra những điểm này đó, các anh chị cứ nhớ ở trong đầu cái câu rất quen với chúng ta: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để xem là Chúa hiền cỡ nào nào. Nhá, đấy. Người quát nhá, quát mắng. Chưa hết đâu, ta mở sang chương 3, ta coi. Thánh Ma-cô kể chuyện Chúa Giê-xu chữa một người bị bại tay mà lại trùng vào ngày Sa-bát. Người ta mới hạch hoẹ, thì Chúa Giê-xu nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi. Nhưng họ làm thinh. Rồi Thánh Ma-cô kể Chúa Giê-xu giận dữ ráo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đái. Giận dữ, nó buồn khổ vì lòng họ chai đái. Diễn tả rất là con người. Chưa hết đâu, chúng ta đọc tiếp á, ở chương 10. Thánh Ma-cô kể chuyện là Chúa Giê-xu với các thiếu nhi đó. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giê-xu để người đặt tay trên chúng, nhưng mà các môn đệ la rầy chúng thấy vậy, người bực mình nói với các ông. Người bực mình nói với các ông. Cho nên Chúa Giê-xu quát này, Chúa Giê-xu giận dữ này, Chúa Giê-xu bực mình này, rất là con người. Thế ở chỗ này mình khám phá lại coi: hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Có lẽ là chúng ta hiểu sai cái sự hiền lành đấy. Chúng ta hiểu sai đấy. Chúng ta đồng hóa sự hiền lành với nhu nhược. Ta hiểu sai. Hiền lành không phải là nhu nhược. Có lập trường chứ. Chứ còn nếu không thì cái câu của tám mối phúc thật đó: phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Thế thì người ta lại đổi thành phúc thay cho những anh ba phải, vì sẽ được đất làm cơ nghiệp à? Thấy không? Hiền lành là phải có lập trường. Lập trường của chân lý. Khi có một anh lính nó tát vào mặt Chúa đó, Chúa hiền lành, Chúa không tát lại. Chúa đâu có cần tát, thổi một cái thì cái thằng nó bay rồi. Nhưng mà Ngài không có tát, Ngài cũng chẳng thổi, Ngài chẳng phạt gì cả. Nhưng mà Ngài cũng không im lặng, mà Ngài hỏi lại: nếu tôi nói phải thì sao anh đánh tôi? Mà nếu tôi nói sai, anh vui lòng chỉ cho tôi xem tôi sai ở chỗ nào. Hiền lành không phải là nhu nhược, tại mình hiểu sai thôi. Thành thử là khi đọc những cái chi tiết rất nhỏ, mà tôi dám chắc là các anh chị đọc phúc âm ít khi các anh chị quan tâm điều này lắm. Ít khi mình quan tâm lắm. Mà nếu mình quan tâm đó, mình sẽ khám phá ra ở đây một Chúa Giê-xu rất người, một đàng người là con Thiên Chúa hằng sống, người là đấng toàn năng, người chế ngự cả biển khơi, người điều khiển cả đất trời. Nhưng một đàng khác đó, người như là một con người sống giữa chúng ta, rất ghê ngần gũi, bởi vì người cũng có những cái kinh nghiệm về hỉ nộ ái ố như mình. Đôi khi mình đọc sách Hạnh các Thánh mà ngày xưa đó, mình thấy bảo kiểu này thì làm sao mà làm thánh được. Bởi vì đọc chuyện ông thánh nào cũng thấy kể bảo thánh trẻ vừa mới sinh ra thì chim đã hót ríu rít ở ngoài trời.
hoa đã nở rộ. Cái ngày mà các anh chị và tôi sinh ra có con chim là nó hót đâu. Sao mà mình làm thánh được? Rồi lại kể rằng thánh trẻ mới được 3 tháng thì đã bắt đầu ăn chay hãm mình bởi vì tự cai sữa. Chúa đó. Nó rất là xa vời. Người ta nói là có một cái thứ văn chương hạnh các thánh là vậy. Viết theo cái lối văn chương đó để mô tả vị thánh. Người ta không có ý là xuyên tạc, nhưng mà người ta có ý diễn tả con người này thánh từ bé. Nhưng mà có điều khi mình đọc như vậy thì mình bảo là thôi chắc mình không làm thánh được. Nhưng mà đọc phúc âm mà gặp cỡ ông thánh Phêrô bổn mạng của tôi ấy, thì mình mới thấy an ủi. Hay là mình đọc chuyện hạnh các thánh mà thánh Augustino đó, thấy ông ấy ăn chơi vậy đó mà ông trở về với Chúa nên mình mới thấy an ủi. Cũng còn đường mà về chứ. Thành thử ra thánh Marco này diễn tả Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng mà đồng thời là con người thực sự rất người. Đấy là một điểm lớn trong tin mừng Marco ta nên quan tâm. Một điểm khác nữa các anh chị nên quan tâm trong tin mừng Marco khi đọc, khi chia sẻ với nhau. Đó là Ngài đề cao lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tín thác, tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Chúa. Khi ta đọc tin mừng Marco đó thì mình thấy các môn đệ của Chúa, rồi thì dân chúng đi theo Chúa, thì hình như là người ta chỉ có thấy được là Chúa là đấng Messiah, đấng cứu thế, ban cho họ có bánh ăn, chữa lành bệnh tật cho họ, thế thôi. Chứ người ta không thể nào khám phá ra được Chúa Giêsu là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là đấng dùng đau khổ và cái chết để mà giải thoát chúng ta. Cụ thể là ông thánh Phêrô nhà mình đấy, Chúa Giêsu vừa mới loan báo là người sẽ bị thương khó, bị người ta bắt bớ đánh đập giết chết. Thế là thánh Phêrô kéo ngay riêng ra một chỗ mà hướng dẫn Chúa, thầy chớ có mà dạy nhé. Đấy, không có nhìn thấy được ở trong cái chuyện chịu đau khổ là đấng Messiah, đấng cứu thế. Và như vậy cũng có nghĩa là mình chỉ có tin tưởng phó thác vào Chúa khi mà Chúa ban cho cuộc sống của mình có cái này, có cái kia đầy đủ. Đến lúc mà Chúa gửi đến thánh giá là thôi, au revoir. Chúng ta có kinh nghiệm vậy đấy chứ. Và thánh Marco chất vấn cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên cũng như chất vấn chúng ta về điều đấy. Anh có thực sự dám tin vào Đức Giêsu Kitô là đấng chịu đóng đinh? Anh có thực sự dám tin vào Chúa Giêsu là đấng Kitô khi mà cuộc đời của anh chịu thử thách và đau khổ? Và thánh Marco chất vấn chúng ta về chuyện đấy. Và Ngài mời gọi một niềm tin, một niềm phó thác tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Đây là một trong những chủ đề lớn của Marco. Lát nữa nếu có thời giờ sẽ có một bản văn chúng ta phân tích về điều đó, nếu không thì là tuần tới. Và một chủ đề lớn thứ ba tôi xin các anh chị để ý, đó là khi trình bày về Chúa Giêsu là đấng Messiah chịu đau khổ và chịu chết, thì gắn liền với hình ảnh của đấng Messiah đó là lời mời gọi vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy. Và cái chuyện vác thập giá hàng ngày mà theo Thầy được thánh Marco diễn tả cụ thể, đó là đời sống phục vụ tha nhân. Chứ còn thời buổi bây giờ cũng đâu có ai mà bắt chúng ta vác thánh giá mà đi ở ngoài đường Đồng Khởi đâu.
Có khi mình còn muốn xin phép từ thứ sáu tuần thánh để cho mình đi đăng thánh giá ở đường Đồng Khởi ấy chứ, mà không được đấy chứ, phải không? Nhưng mà phục vụ tha nhân, đấy chính là phương thế vác thập giá hàng ngày. Nếu các anh chị quan tâm là vậy thì sách Tin Mừng Marco trong một năm phụng vụ đó được đọc vào những dịp nào? Thì các anh chị nhớ là sau Công đồng Vaticano đệ nhị, các bài đọc ở trong thánh lễ mà Chủ nhật đó được phân chia thành mấy năm? Ba. Ba năm A, B, C. Vậy thì Tin Mừng Marco đọc vào năm nào? Năm B. Năm B này này. Năm nay là năm C. Chúng ta đang đọc Tin Mừng theo Thánh Luca. Đấy. Marco đọc ở trong năm B. Nhưng bởi vì Tin Mừng Marco ngắn, thế cho nên được phụ thêm bằng Tin Mừng theo Thánh Gioan nữa. Rồi các bài đọc Thánh Kinh mà hàng ngày, đây là Chủ nhật, hàng ngày đó thì chia theo hệ thống nào? Năm chẵn và năm lẻ. Nhưng mà các bài phúc âm thì chẵn lẻ cũng như nhau. Năm chẵn năm lẻ là cho bài đọc thứ nhất thôi nhé, để chúng ta có dịp tiếp cận với các bản văn của Thánh Kinh Cựu Ước cũng như Tân Ước. Nhưng mà riêng phúc âm á, thì năm chẵn năm lẻ cũng như nhau thôi. Cho nên trong một năm chúng ta cũng có nhiều dịp để mà tiếp cận với Tin Mừng theo Thánh Marco. Bây giờ mình vận dụng thời giờ còn lại để thử đi vào một vài bản văn của Tin Mừng Marco coi. Mời các anh chị lấy ngay phần mở đầu. Cái câu xem là có vẻ bình thường nhất nhưng mà chúng ta thì lại ít quan tâm. Tức là chương 1 câu 1. Để ý điều này nhé. Phúc âm nhất lãm là Matthew này, Marco, Luca. Ở trong Matthew và Luca có cái phần nào có ai biết không? Có cái phần gì mà Marco ở đây không có? Giao phả hả? Đúng. Không có phần tin mừng về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong Marco. Ngài đi trực tiếp vào sứ vụ công khai của Chúa luôn. Và Ngài bắt đầu sách Tin Mừng chương 1 câu 1 viết làm sao? Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Có mỗi câu. Mà bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu đấy. Khởi đầu tin mừng. Tin mừng, tin mừng của ai? Tin mừng về ai? Đức Giêsu. Đức Giêsu từng từ một. Khi thiên sứ hiện đến mà báo tin với mẹ Maria, mẹ sẽ thụ thai, sinh một con trai. Đặt tên thì đặt tên gì? Tên là Giêsu. Như vậy có thể gọi tên Giêsu là tên cúng cơm của Chúa không? Mọi người bình thường ở trong làng Nazareth, người ta gọi Chúa Giêsu, ông Giêsu này là con của bác thợ mộc Giuse và bà Maria. Cho nên tên gọi Giêsu ở đây diễn tả tên gọi của một con người, một con người cụ thể mà người ta thấy, người ta nhìn thấy bằng mắt, người ta nghe Ngài nói chuyện giảng dạy bằng tai, rất là rõ ràng. Một con người sống giữa mọi người. Nhưng mà Thánh Marco không ngưng ở Đức Giêsu.
Mà Thánh Marco nói tiếp: Đức Giêsu Kitô. Kitô. Các anh chị biết rồi, Kitô tức là Messia, đấng được sức giàu. Nghĩa của từ Kitô là như vậy, đấng được sức giàu. Ở trong Cựu Ước á, được sức giàu để làm vua, được sức giàu để làm tư tế, được sức giàu để làm tiên tri. Trong nghi thức rửa tội ngày hôm nay cũng vậy, ngoài việc đổ nước còn có một số nghi thức diễn nghĩa, chẳng hạn trao nến sáng, chẳng hạn mặc áo trắng và sức giàu. Sức giàu, sức giàu để thấy là người được rửa tội chia sẻ chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô. Cho nên Thánh Marco không chỉ nói là tin mừng Đức Giêsu, mà Ngài nói thêm Đức Giêsu Kitô. Và còn nói thêm nữa, Con Thiên Chúa. Bởi vì nhiều khi người ta hiểu đấng Kitô, đấng Messia này cũng chỉ là một con người, nhưng mà đến để giải thoát người ta. Đây là Ngài khẳng định Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Điều này quan trọng lắm. Ở trên thế giới này và trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu bậc vĩ nhân đến dạy chúng ta về đạo, về đường lên trời. Nhưng mà các ngài cũng chỉ là những con người như mình thôi. Mà đã là con người thì có những giới hạn. Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, mới có thể chỉ cho mình con đường lên trời thực sự. Cho nên câu rất vắng nha, mà vì vắng quá cho nên mình có khi mình không có quan tâm. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Thành thử ra Thánh Marco mở đầu sách tin mừng bằng câu này. Sau đó khi ta đọc tiếp suốt 16 chương trong sách Phúc Âm của Người, ta thấy kể chuyện Chúa Giêsu giảng điều này, dạy điều nọ, làm phép lạ kia. Trong tâm trí của các anh chị và tôi phải nhớ rằng đây là Chúa dạy, đây là Chúa làm, chứ không phải con người. Một câu thôi, nhưng mà nó mở cho chúng ta một cánh cửa để đi vào cả cuốn sách với một niềm tin như vậy. Một điều rất lạ nữa là thế này. Ở trong tin mừng Marco á, cái lời mở này nhấn mạnh Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Sau đó chỉ có một lần nữa Chúa Giêsu được người ta tuyên xưng là Con Thiên Chúa. Mà cái lần đó là lần nào? Cái lần đó là ở chương gần cuối sách Phúc Âm, và là cái lúc mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập giá đó. Mà cái người tuyên xưng đó thì lại không phải là mấy ông môn đệ, mà người tuyên xưng là cái ông đại đội trưởng chỉ huy việc thi hành án đó. Quả thật ông này là Con Thiên Chúa. Độc đáo vậy đó. Mở đầu thì Ngài giới thiệu Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Rồi trong suốt sách Phúc Âm không nói gì nữa. Đến cuối sách, cái lời tuyên xưng đó mới xuất hiện. Mà lại là lúc Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Cho nên Marco muốn nói với mình rằng chỉ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá thì căn tính đích thực của người mới tỏ hiện ra. Và chỉ khi nào ta chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá mà ta tuyên xưng rằng đây là Con Thiên Chúa thì đấy mới là niềm tin sâu xa đích thực.
Chứ còn lúc mà Chúa cho mình trúng xổ số hay là ăn chứng khoán đó, thì mình tuyên xưng lúc đấy cũng chưa bảo đảm lắm đâu. Thánh Marco có nét độc đáo vậy. Cho nên tôi chỉ nhấn mạnh có mỗi câu đấy thôi, câu lời mở. Chứ chúng ta không cần phải đọc tiếp hết tất cả đoạn văn đó. Và tôi đã nói với các anh chị từ đầu đó là ở đây không phải là giảng lễ Chủ nhật đâu, mà nó mang tính chú giải nhiều hơn. Đấy, mình tập trung vào có một câu như thế, mình thấy được tác giả muốn nói cái gì. Thế bây giờ ta đọc thêm một đoạn nữa này. Các anh chị cũng lấy chương 1 thôi, nhưng mà cùng đọc với nhau, mời cả lớp. Từ câu 21 cho đến câu 28. Mời các anh chị. Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Cấm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lại mạch người ấy, hét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Cảm ơn các anh chị. Có một điều rất lạ ở đây là chả thấy Marco kể lại là Chúa Giêsu giảng cái gì cả. Thánh Matthew ông kể cho mình Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi chẳng hạn. Đằng này Thánh Marco chả thấy kể là Chúa Giêsu giảng cái gì, mà chỉ đưa ra một ghi nhận là thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người. Và lý do mà họ sửng sốt làm sao? Là bởi vì người giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Và các anh chị thấy là ở câu 21 á, Thánh Marco nói như vậy. Rồi đến câu 27 á, thì Thánh Marco lại lặp lại một lần nữa. Câu 27: mọi người đều kinh ngạc đến nỗi bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Và cái chỗ này nối với câu đằng sau đó: ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Hai lần Marco dùng từ đấng giảng dạy như đấng có uy quyền nhé. Lần thứ nhất đó là nói về lời giảng dạy. Lần thứ hai nó gắn với hành động Chúa Giêsu trục xuất thần ô uế ra khỏi một người mà nó ám. Đấy, uy quyền của Chúa Giêsu là chỗ đó. Uy quyền không chỉ ở trong cái cách Ngài giảng dạy, nhưng còn ở chỗ lời giảng dạy của Ngài liên kết với hành động, liên kết với hành động. Ngài trục xuất thần ô uế ra khỏi một người.
Và ngày hôm nay việc này vẫn xảy ra, nhưng có điều chúng ta quen quá cho nên mình ít quan tâm. Đó là khi ta cử hành bí tích. Lời nói đi đôi với hành động. Chẳng hạn bây giờ ta cử hành bí tích rửa tội, linh mục hoặc là trong những lúc nguy tử thì chính các anh chị lấy nước đổ lên đầu hối nhân mà đọc rằng tôi rửa, phải không? Hay là nói chung chung cha rửa con chẳng hạn, nhân in cha và con và thánh thần. Như vậy có lời là cha rửa con, nhân in cha và thánh thần. Và có hành động đây là cái gì? Đổ nước. Mà dòng nước đấy có ý chỉ cái gì? Có ý chỉ là ân sủng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho người đó. Cho nên lời đi đôi với hành động. Ở trong cử hành thánh lễ hàng ngày chẳng hạn, linh mục vâng lời Chúa Giêsu vào hội thánh mà cử hành cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói: đây là mình Thầy. Như vậy là có lời nói, phải không? Và có hành động, hay cầm tấm bánh. Và khi mà linh mục đọc lời truyền phép như vậy, thì trong đức tin Công giáo, chúng ta có tin rằng đây không còn là bánh mà là mình Chúa không? Có tin chứ? Cho nên lời nói và hành động vẫn đi đôi với nhau, bởi vì đó chính là hành động của Chúa Giêsu. Linh mục chỉ là khí cụ thôi, chính Chúa Giêsu. Cho nên vào tòa giải tội á, ông linh mục đó ông còn trẻ lắm, mới ra trường mới có 30 tuổi thôi, nhưng ông ấy đọc cái lời là: tôi tha tội cho anh, tôi tha tội cho chị. Mình có tin là Chúa tha cho mình không? Phải tin. Chúa mượn môi miệng của ông linh mục đấy để mà nói lời tha thứ cho mình. Và thực sự là mình được tha tội. Có một anh trí thức lắm, lâu rồi, anh chia sẻ với tôi một cái kinh nghiệm mà tôi cũng ngỡ ngàng. Anh ấy khô khan về đạo lắm, bỏ lễ nhiều lần. Nhưng mà anh bảo là có một lần mà khiến cho con suy nghĩ lại, rồi bắt đầu cố gắng sống đời sống đạo lại. Mà cái lần đó xem ra nó lại không có đạo đức tí nào cả. Là bởi vì anh bảo hôm ấy tình cờ anh vào nhà thờ trước giờ lễ, anh nhìn vào trong tòa giải tội thì thấy ông cha ông ngồi ở trong đó mà đâu có thấy ông, chỉ thấy ông đi chân đi dép như tôi này này, mà ông cứ đung đưa cái đôi dép này này. Ngồi ở phía trong cũng chỉ thấy cái chân ông cứ đung đưa thế này này, mà ở bên ngoài tòa giải tội thì một bà cụ già đang quỳ gối lụ hụ xưng tội. Cái cảnh đó nó đâu có sốt sắng thế nào, nhưng mà lại khiến anh ta suy nghĩ. Khiến anh ta suy nghĩ. Suy nghĩ để thấy đức tin nơi một con người, nơi một bà cụ già đang quỳ gối trong tòa giải tội. Và bên trong kia có thể là một linh mục còn ít tuổi, mà có khi ông ấy ngồi không được nghiêm túc cho lắm, cho nên chân của ông cứ đung đưa thế này. Nhưng mà vậy nên mới thấy Thiên Chúa hiện diện nơi yếu đuối của con người. Cho nên Chúa Giêsu vẫn tiếp tục điều này. Vẫn tiếp tục là lời nói và hành động của người liên kết mật thiết với nhau. Có điều chúng ta cử hành bí tích nhiều quá cho nên mình quen. Nó trở thành nhàm. Mình không còn ý thức những nội dung đó thôi. Một chi tiết khác nha. Thánh Marco nói đến quỷ ám ở đây, ngài dùng cái từ gì? Thần ô uế. Thần ô uế là làm sao? Ở trong Thánh Kinh, Chúa tuyệt đối thanh sạch.
Ma quỷ là ô uế. Những gì ô uế là những gì nghịch lại với Thiên Chúa. Cho nên Marco dùng từ thần ô uế ở đây để cho thấy nó là đại diện cho quyền lực sự dữ, cho những quyền lực thù nghịch với Thiên Chúa và những điều tốt lành. Hiểu theo nghĩa đó đó, thì các anh chị và các bạn ở đây thấy là ngày hôm nay có còn thần ô uế không? Chúa thì xem ra nó lại còn phát triển mạnh ấy chứ. Và nếu mà hiểu theo nghĩa đó đó, chứ không phải là cái chuyện quỷ ám mà chúng ta lấy làm lạ lùng thế này thế nọ, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa thần ô uế như ta vừa giải thích đó, thì ngay ngày hôm nay đâu có phải thiếu người bị thần ô uế ám. Và cái thần ô uế này nó nhạy bén lắm, nó có thể nhận diện người ta là ai, cho nên nó mới kêu lên ông Giêsu Nazareth, và nó tuyên xưng Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Thánh Marco rất hay ở cái chỗ là Ngài mô tả Chúa Giêsu quát mắng nó cấm đi, tức là Chúa quyết liệt lắm. Chúa rất hiền lành, nhưng khi đối diện với sự ác là Chúa quyết liệt lắm. Chúa quát mắng cấm đi, ra khỏi người này. Và Marco có một cái ghi nhận đó là thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng rồi xuất khỏi anh ta. Tôi xin các anh chị liên tưởng đến chuyện bây giờ trong cuộc đời chúng ta, mà có một giai đoạn nào đó, một lúc nào đó mà mình bị những cái đam mê nó hầu như nó thống trị mình. Đam mê thì mỗi một người một thứ, có người thì nghiện rượu, có người thì cờ bạc, có người thì trai gái, ngoại tình. Nhiều thứ đam mê nó tấn công chúng ta và hầu như nó thống trị chúng ta. Mà lúc bây giờ mình cầu xin Chúa và Chúa giải thoát mình, thì mình hãy thử tưởng tượng cái lúc mà mình phải đấu tranh với cái đam mê đó có giống như thế nào không? Sợ nó lại còn ghê hơn ấy chứ. Dằn vặt mình ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, để thoát ra được cái cơn nghiện ngập, thoát ra được cái cơn đam mê, đâu có phải là dễ. Cho nên đọc những câu tưởng là rất đơn sơ, nhưng mà ta chịu khó ngừng lại, liên hệ với thực tế, với kinh nghiệm thiêng liêng của mình, ta sẽ thấy Thánh Marco mô tả rất là sống động, rất cụ thể. Đấy, và khi người ta chứng kiến như vậy thì cái câu hỏi người ta đặt ra, thế nghĩa là gì? Thế nghĩa là gì? Cái ông này là ai mà lại làm được cái chuyện đấy? Tất cả những phép lạ của Chúa không chỉ là để thỏa mãn sự tò mò, mà để đặt ra một cái câu hỏi về Giêsu là ai? Căn tính của Chúa, Ngài là ai? Nếu mà ta chỉ ngưng ở cái chỗ là thỏa mãn sự tò mò để được hưởng phép lạ thì hỏng rồi. Mà phải đi sâu hơn đến chỗ khám phá là Chúa Giêsu là ai, để đặt niềm tin vào Ngài thì mới tới. Và đấy là điều mà Thánh Marco tìm cách để mời gọi chúng ta đến. Rồi cuối cùng đó thì Thánh Marco có ghi nhận là danh tiếng của Chúa lan ra khắp nơi. Đúng là như thế, nhưng đây cũng là một cách để ngay từ bây giờ đã dẫn nhập vào cuộc thương khó và cái chết của Chúa. Bởi vì chính khi Chúa Giêsu được người ta ca tụng và danh tiếng vang khắp nơi đó, thì mấy ông lãnh đạo bắt đầu lo. Herode bắt đầu là tìm mưu tính kế. Những ông điều hành lớn thời bấy giờ bắt đầu ngồi bàn bạc với nhau để tìm cách hại Chúa Giêsu. Cho nên cái ghi nhận về danh tiếng Chúa lan rộng, nếu mà ta liên kết với những đoạn khác ở trong Phúc Âm Marco, ta sẽ thấy đó đã là mở đầu báo trước về cuộc thương khó
và cái chết sau này của Chúa. Hôm nay chúng ta mới đi được có một hai đoạn ở trong tin mừng Marco. Hy vọng là tuần tới có thể thêm 3-4 đoạn nữa để ta thấy một số nét đặc trưng trong tin mừng theo Thánh Marco. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé.